Xin chào tất cả mọi người, trở lại với kênh của Zero CP, kênh chia sẻ cuộc sống Nhật Bản. Hôm nay là một ngày thời tiết khá nắng ấm, kết thúc một chuỗi ngày dài sau những cái ngày mà mưa gió bão tuyết. Hôm nay là mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng quanh cái khu phố mà mình đang sống, là thuộc một cái thành phố cổ, là thuộc tỉnh Saitama, đó là thành phố Kawagoe. Kawagoe là một trong những thị trấn du lịch nổi tiếng nhất gần Tokyo, đặc biệt là với du khách nước ngoài. Kawagoe có nhiều địa điểm du lịch để tham quan như khu vực đặc trưng Koedo, nghĩa là Edo thu nhỏ trong tiếng Nhật. Koedo được hình thành bởi những tòa nhà lịch sử, đền và chùa với phong bì Nhật Bản cổ kính. Hôm nay hãy cùng Zero GP khám phá Kawagoe từ ẩm thực và thức uống địa phương cho đến mua sắm những vật dụng truyền thống độc đáo. Và hiện tại thì mình đang đi bộ trên con đường Kashiya Yokocho, là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất để thưởng thức Koedo với nhiều tòa nhà lịch sử dọc hai bên đường, có nhiều hàng quán và cửa hàng bán các món ăn vặt Nhật Bản, đặc biệt là có món chikemono địa phương hay là các món ăn vặt truyền thống khác. Và đây là một cái ngọn thập chuông có tên là Tokinokane, là một cái biểu tượng của thành phố Kawagoe. Thập chuông này được xây dựng vào 400 năm trước và nó sẽ rung lên cho chúng ta biết được thời gian 4 lần một ngày vào cái lúc là 6 giờ buổi trưa, 15 giờ và 18 giờ, thì bạn có thể nghe rõ cái tiếng đôn này khi mà bạn đứng gần nó. Một trong những điều thú vị nhất tại Kawagoe chính là ẩm thực đường phố với nhiều cửa hàng bán ngay đường chính, đặc biệt là có món bánh cơm nướng và yakitori, thịt gà chiên nướng. Ngoài ra còn có cơm tươi, là một trong những cái món ăn mà tạm miệng rất là độc đáo và rất là nổi tiếng tại cái tỉnh này. Ngoài ra mình sẽ có giới thiệu thêm cái món là cha soba, là misoba trà sen, và là unagi, là lươn nướng. Thì đây là hai món đặc sản nhất mà khi mà tới điểm bán ở tại Kawagoe. Và tiếp tục theo sự đón gió của nó.
Thật ra là ở cái khu phố này thì còn rất là nhiều địa điểm nữa. Ở từng ngóc ngách, từng ngõ hẻm thì sẽ có rất nhiều điều thú vị mà mọi người có thể tự mình tự túc và khám phá. Thì hôm nay thì mình sẽ dừng chân tại cái địa điểm này. Thì mình sẽ tới đây và mình tham quan cái đàn cá koi mà đã rất lâu rồi mình không thấy mình thăm nó. Sau đó mình sẽ đi ăn ở trưa. Thì mình đã xuất phát từ nhà lúc 8 giờ sáng thì giờ đã là 10, 11 giờ rồi, mình cũng đã đói bụng và đã rất mệt rồi. Thì mình sẽ đi ăn trưa, sau đó sẽ tiếp tục cái hành trình vào trong cái ngày nghỉ của mình nha mọi người. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả những người mà luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Và nếu như thấy nó hay và bổ ích, hãy nhấn nút like và đăng ký ủng hộ kênh của mình. Xin hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye!